Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Soulette nhé. Và trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 9 của tháng 4 rồi, em xin phép được cập nhật những cái chính sách, cái giá bán cũng như là tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Kia Soulette này ở cái thời điểm giữa tháng 4 này anh em nhé. Thì dòng Kia Soulette này đang cạnh tranh trực tiếp với xe Toyota Jay này. Thì với cái chính sách giá bán tăng cường ưu đãi của dòng Kia Soulette này thì trong cái video ngày hôm nay em xin phép được đi vào chia sẻ chi tiết tất cả các phiên bản cho anh em. Dòng Kia Soulette này sẽ có 4 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm bản Kia Soulette 1.5 Premium này, 1.5 Luxury, 1.5 Dinac AT và 1.5 Dinac MT. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like này, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em. Anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản Kia Soulette 1.5 Premium. Cái bản này hiện tại đang có giá là 624 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 670 triệu. Trả góp thì đang là 181 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 667 triệu. Trả góp thì đang là 161 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em là 649 triệu. Trả góp thì đang là 151 triệu. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng gọi điện cho em, hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất, giá cũng sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Và em là người trực tiếp đứng bán, và chính sách bán phân vùng thị trường của Thaco ấy, thì anh em ở tỉnh nào có đại lý của Thaco Kia Mazda thì anh em vui lòng tham khảo ở tỉnh đó anh em nhé. Còn đại lý của em ở khu vực Hà Nội nên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội, hoặc là có nhu cầu đăng ký biển số Hà Nội anh em nhé. Những cái khoản mà em đang tính vào cho anh em nhé, nó bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền thuê trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm cái chi phí đăng ký dịch vụ và cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó, ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Luxury. Cái bản này hiện tại đang có giá là 584 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại cái thời điểm ngày mùng 9 tháng 4 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 646 triệu. Trả góp thì đang là 176 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 639 triệu. Trả góp thì đang là 162 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em là 632 triệu. Trả góp thì đang là 143 triệu. Tại cái thời điểm giữa tháng 4 này thì cái chính sách giá cái lãi suất của ngân hàng ấy thì đã được giảm rồi. Nên là cái mức lãi suất ở thời điểm này thì anh em hoàn toàn có thể là lựa chọn cái phương án mua qua trả góp anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Deluxe AT. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 554 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại tại thời điểm em đang chia sẻ thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 612 triệu. Trả góp thì đang là 167 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 606 triệu. Trả góp thì đang là 153 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em là 590 triệu. Trả góp thì đang là 135 triệu. Đó. Hiện tại cả 3 phiên bản của dòng số tự động bản AT thì hiện tại bên em đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay anh em nhé. Và giá nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình anh em nhé. Đó.
Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Deluxe MT. Cái bản 1.5 Deluxe MT này thì hiện tại là cái tiến độ xe nó sẽ về rất là chậm. Nếu mà anh em cân nhắc đợi được xe thì hãy gọi cho em anh em nhé. Anh em đặt xe tại cái thời điểm này thì sẽ được giao xe vào đầu tháng 5 anh em nhé. Đó. Sau đây thì em sẽ tính tổng lăn bánh cho anh em để anh em có thể chuẩn bị một cái tài chính của mình một cách tốt nhất anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 598 triệu. Trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 591 triệu. Trả góp thì đang là 150 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 578 triệu. Trả góp thì đang là 132 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ về giá xe này, tính tổng lăn bánh cho anh em tất cả các phiên bản của dòng Kia Soulette trong cái thời điểm tháng 4 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình. Vì em là người trực tiếp đứng bán cũng như là sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá sẽ là tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán và cập nhật chính sách giá bán liên tục anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.